Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Em Toàn xin gửi lời chào chân thành nhất đến tất cả quý anh chị, cô bác, tất cả mọi người từ trước đến nay đã luôn ủng hộ vợ chồng em Toàn về đồ gốm sứ của Nhật Bản. Hôm nay em Toàn có một cặp bình hút lọc, nó làm nậm rượu cũng được mọi người nhé. Ôi, cái cặp này em cứ gọi là nậm rượu đi, một cặp nậm rượu của Sachiyama, họa tiết vẽ tay rất là đẹp luôn, men men dạng, khá là sâu tuổi luôn. Đây, như quý anh chị đang xem đây, em xin phép là em nhấc lên em cho các bác xem cái chuyện của nó. Em để đây, em sợ nó rơi mất. Đây mọi người nhé, đây em này là Sachiyama chuyện rượu cộng nền đỏ chữ vàng, rất là đẹp luôn đây mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy chưa, rất là ok luôn. Mọi người, đây cái miệng nó nhá, miệng nó miệng vẽ vàng luôn mọi người nhé. Đấy, đây mọi người xem này, miệng có ba đường chỉ vẽ vàng rất là đẹp luôn. Đấy, 1, 2, 3, men men dạn theo thời gian. Vẽ hoa và hoa mẫu đơn này. Và đây là cái hoa gì em quên tên rồi. Đây, và có một đôi chim uyên ương nữa mọi người. Đấy, một đôi chim chích uyên ương vẽ vàng rất là đẹp luôn mọi người, men men dạn màu xanh coban rất là đặc biệt luôn. Chiếc bình này em thấy rất là đặc biệt đấy mọi người ạ. Bây giờ em xin phép em để xuống để em giới thiệu tiếp với chiếc này với mọi người. Đây, chiếc này thì nó lại là chiếc vuông nhưng mà họa tiết thì là nó cũng giống nhau nhé mọi người nhé. Đây mọi người, rất là đẹp luôn, mọi người xem của em xem này. Miệng nó rất là nhỏ luôn đấy, em chỉ cho một ngón tay vào được thôi này mọi người này. Đấy, nó làm nậm rượu rất là đẹp luôn. Trên là vẽ vàng này mọi người này, rất là ok luôn. Rất là đẹp, chuyện Sajima luôn đây mọi người. Sajima nhá, rất là ok luôn, tình trạng lành tít nhá mọi người nhá. Đây là chim, đôi chim chi uyên ương này mọi người này, rất là ok luôn. Mọi người mà ai ai quý anh chị nào muốn mua thì cặp sản phẩm này thì quý anh chị cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đấy, đây em xin phép em để cái bình vuông này xuống để em quay cho các bác xem cái bình tròn trước. Em đo kích thước bình tròn, em xin phép là em đo kích thước chiều cao của nó là 39 nhé mọi người nhé. Chiều cao 39 đây mọi người này, chiều cao 39, vòng bụng chỗ to nhất đây mọi người nhé. Em đo chỗ to nhất cho mọi người xem. Vòng bụng của em này là cũng là tương đối là to ấy, mọi người ạ. Vòng bụng của nó là 61 nhé mọi người nhé. Vòng bụng 61, miệng thì rất là bé luôn. Miệng thì em đút cái ngón tay vào này chỉ được như này thôi này mọi người. Không lọt này. Em cũng đo luôn miệng cho các bác xem. Đây. Miệng của nó nếu mà tính đường kính bên ngoài của nó có 2,7, 2,8 đấy mọi người nhé. 28. À 2, 2, 2 phần 8. Đấy, nó rất là nhỏ luôn. Chiều cao là 39, rất là đẹp. Thì em xin phép là em quay họa tiết cho anh chị cô bác xem nhé. Họa tiết vẽ phun bình luôn, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Cái này mà anh chị nào hay sưu tầm cái này về xong để đựng rượu, Tết đến xuân về khách quý vào nhà chặt rượu mời khách, quá là VIP luôn mọi người. Quá là ok luôn, nó nhỏ nhỏ chứ gì, vừa để đựng rượu luôn, rất là đẹp. Đấy, họa tiết được quá là ok luôn. Đây mọi người xem, nung ở nhiệt độ cao, gốm leng keng xà beng luôn. Đấy mọi người thấy chưa, rất là ok luôn. Đấy, đây là cái bình hồ lô nhé mọi người nhá. Là em quay cái bình vuông. Bình vuông đây mọi người, em xin phép em báo kích thước đấy. Chiều cao của em này thì hơi khiêm tốn hơn một chút, chiều cao khoảng 30. Chiều cao 30 nhá mọi người nhé, chiều cao 30. Cái bình vuông này thì em đo cái mặt này đấy, mặt này nó đây cái chỗ này to nhất là nó vào 10. Nó vào 13 này mọi người. 13. Thì ở bên dưới này nó nhỏ hơn nhá mọi người nhé. Bên dưới này là nó có 11,5 thôi, bên trên là 13. Miệng nó thì siêu nhỏ luôn. Miệng của nó thì chắc to hơn cái kia, miệng 32, 3, 3,2. Nhưng miệng con này thì cũng tương đối là đẹp mọi người.
nó vẽ vàng đây, rất là đẹp luôn. Chiều cao là 30 mọi người nhỉ? Chiều cao 30. Đấy, em đo tổng thể cái vòng vuông của cái em này nhé. Thế là cái em này chả cần đo đâu mọi người thì cũng biết rồi. Cứ nhân 3 ra là biết. Đây là 49 mọi người nhé. 49, rất là ok luôn. Chuyện mộc đầy đủ, sọc của Sa Chư Ma. Đấy, em cho em quay cho mọi người xem này. Cặp này về mọi người để mà uống đựng rượu, rượu không ngon trở thành ngon mọi người. Vì cái nhìn cái bình đã yêu rồi thì lý do gì mà uống rượu mà lại không ngon phải không các bác? Rất là ok luôn. Đấy, một lần nữa thì cho em Toàn xin phép nhắc lại, nếu mà quý anh chị nào mà muốn sưu tầm cặp sản phẩm này thì quý anh chị cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 nhé mọi người nhé. Thôi một lần nữa em Toàn xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả mọi người đã xem video của em Toàn. Rồi, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé.